Thưa quý vị, vừa qua khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều ngành lĩnh vực của Lâm Đồng đến nay có sự phát triển khá. Địa phương xác định năm 2024 là năm bản lề quan trọng của nhiệm kỳ 5 năm. Thể hiện khát vọng vươn lên cùng đất nước và vùng Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đẩy mạnh thi đua, thực hiện các khâu đột phá trong biểu đồ kinh tế. Trọng tâm là sớm khởi công giãn cao tốc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện các cấp ngành và cán bộ đảng viên, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng rất cao, đoàn kết để thực hiện. Trong bức tranh chung của cả nước, gần 4 năm thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11, Trung ương đánh giá Lâm Đồng là địa phương thể hiện nỗ lực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, sớm vươn tới mục tiêu đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2025, là động lực cực tăng trưởng của Tây Nguyên và cả nước. Với phương châm không ngại khó, không bàn lùi, mục tiêu tại lễ phát động Lâm Đồng vươn lên cùng đất nước thể hiện rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trên tinh thần đó, các cấp ngành, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung để thực hiện. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để thực hiện, trong đó đánh giá, rà soát hết lại những cái chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra trong chương trình hành động, để chúng tôi đối chiếu lại xem những cái nhiệm vụ nào đã hoàn thành, đã đạt được chỉ tiêu, những cái nhiệm vụ nào gần đạt được, những nhiệm vụ nào chưa đạt được và những nhiệm vụ nào cần phải nỗ lực cao hơn nữa, tập trung trọng tâm để lãnh đạo chỉ đạo. Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt vào các cái nhiệm vụ và thực hiện các chỉ tiêu do nghị quyết đề ra, đó là về cái công tác phát triển đảng viên, tăng cường về công tác thu ngân sách, công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác quản lý bảo vệ rừng. Chúng tôi cũng đã tăng cường cái công tác chỉ đạo các cán bộ công chức đảng viên là hưởng ứng cái việc thi đua. 8 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của Lâm Đồng duy trì ổn định, khắc phục được khó khăn của những tháng đầu năm 2024. Nhiều chỉ tiêu trở thành điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung. Thu ngân sách đến ngày 19 tháng 8 trên 8.293 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch. Công nghiệp xây dựng duy trì tốt tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục được tỉnh chỉ đạo tập trung đẩy nhanh khối lượng. Đáng chú ý, du lịch tiếp tục đóng vai trò động lực với hơn 6 triệu 300 ngàn lượt khách, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực quy hoạch, văn hóa, trật tự xã hội được thực hiện đảm bảo. Tỉnh Lâm Đồng đã công bố cảng hàng không Liên Khương trở thành cảng hàng không quốc tế vùng Tây Nguyên. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, nêu rõ hạn chế, khó khăn ở một số lĩnh vực, Lâm Đồng xác định thu hút đầu tư cần có sự đột phá mới. Nếu như hết quý 2, thu hút dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn, thì từ nay và mục tiêu đến năm 2025 cần tập trung vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, để kích cầu, tỉnh đề ra các giải pháp, phát huy tiềm năng, thế mạnh và dư địa, tạo ra điểm sáng đối với các nhà đầu tư. Lâm Đồng đang có cái nguồn động lực phát triển rất mạnh mẽ với 3 tiểu vùng động lực và 5 khu hành lang kinh tế, có cái tỉnh là rất nhiều cái tiềm năng phát triển, và hy vọng rằng với sự giúp đỡ của cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương và để có tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp có thể là phát triển bền vững ở mảnh đất Lâm Đồng. Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Bảo Lộc - Liên Khương được xem là dự án trọng điểm rất được kỳ vọng, tạo đột phá thúc đẩy phát triển và kết nối liên vùng. Để cụ thể hóa mục tiêu của dự án, thời điểm này các ngành địa phương liên quan phối hợp tốt với các bộ ngành, gắn với tinh thần chỉ đạo của chính phủ, sớm khởi công trong đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện thắng lợi các dự án này. Sở thành lập một cái tổ giúp việc, và như vậy có những cái vấn đề mà vướng mắc mà thuộc trách nhiệm của mình thì chúng tôi là kịp thời tháo gỡ và đảm bảo cái tiến độ. Thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị, thứ nhất là khi đã có hồ sơ thì sẽ tập trung công tác thẩm định để có một cái hồ sơ mà mình trình duyệt nó đảm bảo cái chất lượng cao nhất, phối hợp với lại ban quản lý dự án với các ngành là thực hiện các cái bước để chuẩn bị triển khai, chỉ đạo đôn đốc rồi phối hợp với các địa phương là làm các cái công tác chuẩn bị trong cái giải mặt bằng. Đan xen giữa phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng gắn với chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 3 điều cần làm, 4 điều cần tránh trong chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực cần thực hiện đồng bộ. Quan điểm của tỉnh ủy nêu rõ, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ,
có người là cốt lõi. Cán bộ tốt thì công việc sẽ tốt. Đây cũng là mong mỏi của nhân dân. Hiện nay chúng tôi thấy là cái công tác cán bộ hết sức trăn trở. Đó không riêng cho cả trung ương, mà ngay cả địa phương, ngay cả chi bộ chúng tôi cũng hết sức quan tâm. Bởi vì nếu cán bộ có trách nhiệm thể hiện được cái trách nhiệm của mình, có tâm huyết thì cái phong trào ở ngay cơ sở chúng tôi đó phát triển. Lâm Đồng đi qua 2/3 thời gian của nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025. Nhìn lại dấu ấn mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, dù trong khó khăn chung, nhưng toàn đảng bộ vẫn đoàn kết, vượt thoát đi lên, đạt nhiều thành quả. Đặc biệt công tác cán bộ chủ chốt được kiện toàn, còn người mới, công việc và mục tiêu mới. Chắc chắn Lâm Đồng sẽ thành công, là điểm sáng của vùng Tây Nguyên và trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2025 như mục tiêu và kỳ vọng đặt ra.